Nhật ký Vương Khánh Hưng ngày 19 tháng 8 năm 2023. 2. Trời sáng rồi. Tôi sẽ ra ngoài đạp xe đạp đi vòng vòng để làm exercise. Bữa nay tôi sẽ đi đến công viên Âu Lạc. Tôi vào đường Trần Bình Trọng. Vừa đi vừa ghi hình. Tiếu năm già cà phê buổi sáng trước mặt là đường An Dương Vương. Băng qua đường An Dương Vương, ở đầu đường thì có tiệm nhà thuốc Long Châu. Giấy số đây là trường trung học thực hành Sài Gòn, trường trung học thực hành Sài Gòn. Bữa nay đây là thứ bảy. Này có cái lề đường rất là rộng. Đi ngang đây thì có bàn thờ. Thỉnh thoảng trên lề đường thì người ta làm những cái bàn thờ. Phía sau có cây bipala, cây già. Cũng tạo ra một cái cảnh quan rất đẹp.
Bộ Giáo dục Đào tạo, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Học viện Phát triển Tài năng GDA còn trống, rất nhiều mặt bằng còn trống, không có người khai thác. Cho thuê nhà nguyên căn Hotel Ngọc Long, cái này treo bảng lâu lắm rồi không có người thuê. Bên đây có bảng đèn quảng cáo. Sách và thiết bị giáo dục miền Nam. Đi ngang câu lạc bộ bơi lội Lam Sơn. Bàn nhà tôi cách câu lạc bộ này khoảng 1.5 cây. Mấy đứa cháu thường vào đây bơi lội. Trước 75 cái này là cái sân banh, phía sau trường Petrisky, trường Vĩnh Ký, bây giờ là trường chuyên Lê Hồng Phong. Cái bãi đất ở bên sau bây giờ người ta cất thành câu lạc bộ bơi lội. Đất còn rất là nhiều. Ở đây có cây sake. Sake mùa này không có trái. Không thấy trái nào hết. Qua cái mùa kết trái. Cây da. Rễ của nó giống như là tóc tai của một ông già. Gần cuốc đi ra là đụng đường Trần Bình Trọng. Đi xe Grab. Ở đây bạn muốn đi đâu kêu xe Grab đi rất là tiện. Chỗ này hồi xưa là quán con cò. Ế quá rồi người ta đặt bỏ. Đang chờ xây. Xây cái gì thì chưa biết. Trước mặt là đường Trần Phú. Rồi đi vào đường Trần Phú. Dừa.
xe ôm. Chạy mối quen. Tôi đang trên đường Trần Phú. Ghé vô đây mua một chai sữa đậu nành. Bỏ vô. Đừng lấy ống khỏi mắt công. Trả tiền. Có 5.000 khối 45.000. Một ngày bán được nhiều không? Vậy hả? Mối quen không à hả? Đây là sữa đậu nành nè, một chai có 5.000. Tôi mua mấy chỗ kia nó bán tới 8.000 luôn. Thôi đi nha. Bắp xôi. Tôi đang trên đường Trần Phú. Hôm nay thứ bảy. Tôi sắp đến quán cà phê. Cà phê bên lề đường. Đây là cà phê người ta làm trên lề đường. Hôm nay thứ bảy, giờ này vắng khách. Mặt trời lên ở hướng đông. Ở đây cũng là cây sake. Mùa này cũng không có trái. Chỗ ngồi uống cà phê. Giường chơi dành cho trẻ nhỏ. Sáng ra đây thảnh thơi nhìn cái nắng sunrise ở hướng đông. Con đường Trần Phú xe có từng đợt tùy theo đèn. Khi đèn xanh á thì xe chạy ào ào, tới chừng đèn đỏ đó
thì cái dòng xe bị ngắt lại. Dòng xe bị ngắt lại là do đèn đỏ. Wow, cây sake. Cây bông sứ, đây là cây bông sứ. Đi thẳng thì ra ngã 6 Cộng Hòa. Cà phê Phước Tiến. Tôi đã vào công viên Âu Lạc. Đây là cảnh đường vào của công viên Âu Lạc. Đối diện là quán cà phê Phước Tiến. Mùa này cây không có trái. Người ta bắt đầu tập thể dục. Đánh vũ cầu, cầu lông. Lúc này nắng mới vừa lên ở hướng đông. Chỗ này bây giờ không thấy đánh cờ tướng nữa. Ở đây có cây cao ba nhánh. Bên ngoài là đường Hùng Vương, nơi tập trung rác đưa vào xe ép.
Để ý mà. Từ từ nha, coi chừng. Chơi gì mạo xỉu. Đa số là người lớn tuổi. Swin ghế xích đu. Tôi đang ở trong công viên Âu Lạc buổi sáng. Bữa nay là Saturday. Ở đây người ta kẻ gạch để cho đá cầu, chơi vũ cầu. Sân dọc, sân ngang. Nhiều người lớn tuổi vào đây exercise, relax, thả lỏng, khóa xe vô cái cột. Mùa này không có trái, mùa này là không phải là mùa trái. Qua mùa trái rồi. Đi phất tay phất chân cũng là exercise. Có người còn bạo hơn. Nắng, gió, khoảng không gian ở đây, cây cối được chăm sóc rất kỹ, cắt rất là ngay ngắn. Tôi sẽ dừng lại ở đây để lấy hình làm bài tập exercise buổi sáng của mình. Tôi sẽ để cái máy trên cái trụ này. Tôi đang trong công viên Âu Lạc vào đây để làm exercise, relax, đóng phim. Chải tóc cho ngay ngắn, dùng lược kích thích da đầu để khí huyết từ nội thân lên, làm tươi bầu óc. Ghé vào đây chụp cho mình một mớ hình. Tôi sẽ quay một vòng 360 độ để lấy cảnh công viên Âu Lạc buổi sáng. Lúc này nhiều người cũng ra về.
tôi sẽ để cái phone đứng trên cái trụ này. Như vậy là tôi sẽ tách cái phone ra khỏi tai của mình. Nhờ vậy là có thể vận động một cách tự do hơn. Vấn đề tập luyện sẽ thoải mái hơn. Tiễn môn mà võ khăn với hậu cảnh. Vừa tập vừa lấy hình
có đường. Nổi công vươn thẳng các ngón tay thôi, bóp chặt lại cứng như đá. Cho nó đứng lên cái trụ này để ghi hình. Bây giờ chụp cho mình một số hình rồi về. Tôi đang trong công viên Âu Lạc. Sau khi vào đây chụp hình, lấy hình, bây giờ thì tôi thả bộ về nhà. Buổi sáng ra đây tập cho ra mồ hôi cũng rất tốt. Tiết trời rất là oi bức. Đạp một chân. Lắc eo. Cái quan trọng là mình làm theo ý của mình, tức là meditation, thiền định. Mình muốn làm gì thì làm. Đây là hồ nước.
cây cảnh ở đây được chăm sóc rất kỹ, thành ra người ta cắt tròn. Buổi sáng nắng chói chang, quay phim. Ta cắt những cái cây cũ để tạo lại cảnh mới. Nó bắt đầu ra lá. Đây là công viên Âu Lạc buổi sáng. Bữa nay là Saturday thứ bảy. Thấy mọi người vào đây đều chơi cái món chim bay cò bay. Chim bay cò bay. Tập lưng chữa bệnh nhức lưng. Đau chỗ nào tập chỗ đó. Bây giờ thì tôi ra về. Trước mặt là ngã 6 Cộng Hòa. Xích lô. Đã làm gian hàng bán bánh trung thu. Ngã 6 Cộng Hòa. Tôi chờ bớt xe. Tôi sẽ đẩy xe qua đường Trần Phú. Và về theo đường Nguyễn Văn Cừ. Ở đây có những hàng cây dầu cao, tỏ bóng mát. Ít xe, tôi băng qua đường. Bây giờ tôi sẽ theo đường Nguyễn Văn Cừ về nhà. Tôi đang ở trên ngã 6 Cộng Hòa. Đường Nguyễn Văn Cừ, ở đây có nhà sách Nguyễn Văn Cừ. Chỗ này vẫn có cái sạp báo. Sạp báo giấy. Về nhà.
lô. Dừng lại nghỉ ngơi. Kế bên là nhà vệ sinh công cộng. Ở đây cả ngày, ở ngoài sân cả ngày cũng được. Ăn ở trên đường, ngủ ở trên đường, tắm rửa tiêu tiểu cũng ở trên đường. Có khi nửa tháng chưa về tới nhà. Những cấu kiến trúc kiểu thời Pháp. Ở đây người ta trồng cây me tây. Cây me tây nó tẻ nhiều cành, tạo bóng mát. Nó không lên thẳng. Đi ngang trường trung học chuyên Lê Hồng Phong. Cầu bắc ngang đường Nguyễn Văn Cừ. Cầu dừa. Những cái gian hàng ở đây đa số là bán cho sinh viên học sinh. Do đó giá bình dân. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, trung tâm tin học. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, hồi trước là học học Đại học Sài Gòn. Đó là trường cũ của tôi. Tôi đã từng học ở đây 5 năm. Những kiến thức về khoa học là những năm mà theo học khoa học Đại học Đường Sài Gòn. Xa xưa rồi, mấy chục năm rồi. Mọi thứ đều đã thay đổi. Trước mặt là đường An Dương Vương. Băng qua đường An Dương Vương, đi một đổi nữa thì tôi sẽ đụng đường Nguyễn Trãi. Chờ đèn. Mọi người dừng lại chờ đèn. Tôi băng qua đường An Dương Vương. Ở đây là cây xăng số 1. Sắp tới thì tôi sẽ đụng đường Nguyễn Trãi, quẹo phải về nhà. Cà phê rít tại giỏ. Chối chàng. Tôi vào đường Nguyễn Trãi. Tôi đã vào đường Nguyễn Trãi.
đi một khúc nữa thì tôi sẽ về tới nhà. Chỗ chờ xe bus. Có quyền chạy thẳng. Hồi xưa là trường Bắc Ái, bây giờ là Đại học Sài Gòn. Tôi sắp về tới hẻm, đầu hẻm. Tôi sẽ đẩy xe qua đường lấy trái dừa. Tôi ghé vào lấy trái dừa. Ưu tiên. Đổ đầy một ly luôn. Trời ơi, bức uống dừa đã khác. Tôi đang chờ lấy dừa. Dừa xiêm. Rồi. Tôi đã mua xong trái dừa. Bây giờ là 'Vào con hẻm này thì tôi sẽ về tới nhà. Chào. Hello. Chào. Đây là chợ lớn. Chợ lớn buổi gần trưa. Lúc này tôi vào nhà bếp để làm cho mình món ăn. Thay vì là ăn sáng trễ thì thành ra ăn trưa sớm. Bữa nay con tôi cho ăn món món gì? Bánh hỏi, sườn nướng, chả giò, chấm nước mắm. Tôi bày ra
lấy cái dĩa lớn. Ở đây nó có thịt nướng nè, nem nướng nè, thịt nướng, rồi có bì nữa, bì đầu chua. Đây là bánh hỏi. Ở dưới là rau. Bánh họ spring roll. Nem nướng. Thịt nướng. Đây là bì. Bì với đậu chua, đậu phộng, đủ thứ. Bỏ cái hộp. Chan nước mắm. Sữa đậu nành mua trên đường Trần Phú. Tôi uống sữa đậu nành đá. Một chai gì là 5.000. Lấy chút đường. Tôi sẽ bỏ cà phê vô. Bỏ đá, bỏ cà phê vô. Để nó thành ra cà phê đá sữa. Quậy cho nó tan. Bây giờ là đi lấy cục đá. Cục đá. Rửa cái muỗng, rửa cái tay, dọn dẹp. Ở đây là sữa đậu nành đá. Bây giờ là về phòng. Tôi đã về phòng. À, xé lên.
Bữa nay là thứ bảy 19 tây tháng 8 năm 2023. Âm lịch là mùng 4 tháng 7 đủ năm Quý Mão. Như vậy là chiều nay có trận banh trận tranh 3-4 giữa đội Australia, đội chủ nhà, hình như là đội Thụy Điển. Ngày mai thì có đội tranh nhất nhì giữa đội Anh và đội Spain, Tây Ban Nha. Bây giờ thì tôi set up buổi ăn của mình. Thứ nhất, dọn cái bàn. Đây, dọn cái bàn. Thứ hai, mở cái quạt. Tôi đã tắt máy lạnh, tôi xài quạt. Mở cái quạt. Thứ ba, tôi lấy cái phone để vừa vừa ăn vừa nghe tin tức. Mở cái YouTube library, thư mục thư viện, những cái file tôi đã tải về và tôi nghe bằng tiếng Hoa. Đây là nghe bằng tiếng Hoa. Cái này là Dương giảng viên Mỹ, Dương Vĩnh Minh. Sữa đậu nành. Đổ cà phê vô. Đây là cà phê đen. Như vậy là tôi có sữa đậu nành, cà phê đen, đá. Uống rất là đã. Bây giờ là bánh hỏi, thịt nướng, chấm nước mắm. Thịt nướng. Thank you.
vừa ăn vừa nghe thật sự. Cuộc đối đầu giữa Trung Mỹ gay gắt lắm. Ăn sáng trễ, tức là ăn trưa sớm. Đây là mình hỏi thịt nướng.
光去马来西亚也不太对嘛，哈，总该前面找一个新加坡，后面找一个对柬埔寨，啊，以免别人说你专程来就钱了，那也不好。那安华所要的这些高铁啊、投资项目啦、啊，中国应该会给啦，哈。至于越南的高铁啊，他最早是拒绝中国的，然后去跟搞老半天，已经搞了快十年了，弄不出来，现在转向到了中国，那个转换的成本当然都比较高了，哈。那这个两方面谈，我想不是一次性的高铁问题，是投靠美国，因为经济状况真的不好。那对于中国来讲，也在看的时候，你越南搞出什么花样来？那拜登啊，特别缩短了参加印尼举办的东盟峰会啊，他本来专程是要到印度参加G20的峰会啦，然后顺便到东盟峰会，现在又要减少东盟峰会时间，要在越南多跑一趟，他老先生很辛苦了哈。但是这个战将有效果有多少，不太确定。大陆上的这个所谓国际游客啊，出国旅游的项目啊，它不只是人数多，而且购买力强。因为以日本的统计来讲的话，一个大陆客的消费大概是台湾客的两倍，韩国客的三倍。嗯，那如果在美国，这个金额大，所以对很多国家来讲呢，大陆客就是一个外汇很强大的收入，就是一个出口产业。简单讲，就是一个出口产业。那美国人大概不会把这一块看在眼里面啦，因为家大业大嘛，哦，所以讲归讲哦，恢复归恢复，那中国就是摆着吧，也不急哈。双方面这还是我们用闽南语叫“塞五九港”这两条西路，南翁南的了啦。那谁不往前冲，谁不打架，那是属于一种对峙的一个状况。新闻大板块谈的就是说，中美哈到底会竞争到什么时候？平常心想，我们这一辈子里面大概都会看得到中美随时僵持在那边。王毅讲对了啦，齁，这个美国不希望看到中国等新兴国家的发展，那个等要拿掉，他只不想看到中国发展。那因为中国的发展是一个全面性的发展，不只是经济发展，政治体制更稳固，而且美国人所不喜欢的政治制度，再加上军事力量一直在扩张当中，那美国想说，本来西太平洋是我化水也跟挡，我含水会结冻的这样的地区，因为我用你挖巴呢，新加坡，所以对他来讲有很高的马来西亚是吧？这种霸权的挫折感哦，反映在拜登啊或者美国说政客的行为就是反中行为啊。这场这个对峙的局面只好互相拉盟友啦，中国当然会跟俄罗斯结盟啊。那这个美国就拉日本啊、澳大利亚结盟啊，但是鹿死谁手，逐鹿中原做不成，就逐鹿西太平洋。嗯，将军的确，美国介入的程度是还蛮深的，例如他可以公开的贴文说，他根本上要改变东南亚、印度洋整个的态势，美国要拿回来啊，不是只是中国“一带一路”一直造成的影响。对，真这个对“一带一路”。红了，国的红呢，很实际。连接起来，加上陆上，它等于欧亚板块，它就最大的商贸的这个国家了嘛。是。那它要阻断它的这个一海上的一带一路，除了新加坡那边有一个钻他海峡那边有个卡子嘛，另外印度洋还有印度可以去介入嘛。那前面它还选不够，因为印度的力量很少嘛。新加坡的态度也有一点暧昧，不选边站，跟中国大陆很好，所以他现在就想搞什么呢？搞越南。如果各位观众把越南地图打开一看，它沿着海边很长的一个狭长的国家。那它跟对面就是菲律宾。那这边如果金兰湾美国能够恢复驻军，或者芽庄那边也是，以前美国投资很多钱盖了个军事基地。这边呢，跟吕宋岛的这个克拉克空军基地，跟它的海上的这个基地，这个连起来就等于在往中国大陆要往南海走的加了一把大锁嘛。那中国大陆要破解这个锁呢，它也有路上的一带一路来破。它从昆明拉铁路线，经过这个泰国、辽国，到马来西亚、到新加坡直达，哎，直达。那它现在正在努力。你像最近为什么安华选前他要来一趟？因为马来西亚已经跟他谈好，将来要做高速铁路。但北边的泰国还在谈价钱嘛，这个出的价钱太低，你没办法做。但是呢，有意愿做，那马来西亚也有人做。你不信？阿华看完他马上要
加坡，因为新加坡把它的高铁有意向要包给日本，那这个就变成两个公司不一样的铁轨，可能是不一样的。所以老婆安来了，王毅去了马来西亚，接着去新加坡，也是想宣传路上的一带一路，这也是一个美的一个很快美美的。你看啊，中大陆做事眼光蛮远大的，你看北边最北边的西伯利亚铁路也接轨了嘛，东乌铁路也开通了嘛，那下面这个从中南半岛贯穿的一个大贯穿，从昆明一直贯穿到新加坡，那这样子所有的路上的铁路经过的国家商贸活动就起来了。所以你看美国给越南的那个承诺也是太扯了吧，我让你进口椰子，我在台北有的时候看买椰子10块钱一克的椰子也有啊，你扣上全部的税费，你看那个运费都划不来嘛。所以美国现在啊开空头支票很多，兑现能力很差，这给人家国家1.5亿几十个国家分，人家会把你看这回事嘛，对不对？同样的，你给越南有多少 promise？ 虽然它唯一的一点可以切入，是因为越南跟美国的贸易很多，顺差也很多，所以越南政治体制上跟中国大陆是一致的，都是共产党。但是经济贸易上呢，它跟美国还有选边站的这个可能，所以美国现在对越南下很多功夫。AI 量子运算或者先进半导体的制造设备，在中国目前还不是很大的行业，正在崛起当中，未来是一个获利很高的行业。然后美国总统拜登说，叫美国的投资机构不可以投资这些公司，那奇怪了。好，那中国缺钱吗？不缺钱啊，不缺资金啊，那不缺的资金就没有赚钱的机会啊。就像如果中国早年禁止那个巴菲特投资这个比亚迪的话，哈，巴菲特就少赚了好几百亿啊。所以赚钱的机会要分享给你，你自己关起门来，那难怪你看耶鲁大学经济学，他事实上来说，斯坦利的首席经济学家 Steven Roach， 他都讲他是我赔钱的，因为我没有投资的机会。所以美国的政客可能搞不清楚，但是美国的媒体哈，像 CNBC 这么大的公司哦。他不只是 EQ 有问题哦，我觉得他 IQ 都有问题。怎么说呢？他说哦，拜登哦不准这些美国企业投资中国大陆哦，是因为要为台海冲突做准备。我怎么想逻辑上都连不起来啊！你投资那些东西，中国就会受影响吗？毫不影响哦。所以对于这个美国不断的在自我设，xem hình và nghe hát。Có một dòng sông đã qua đời. Tuấn Anh trình bày. Mười năm xưa đứng bên bờ sông, đường xanh hoa mối bay xì xào. Có người lòng như khát mới theo. Mười năm sau áo bay đường chiều, bàn chân trong phố xa lạ nhiều. Có người.Có một dòng sông đã qua đời. Mười năm
tôi đang trong công viên Âu Lạc vào đây để làm exercise, relax, đóng thuyền. Chải tóc cho ngay ngắn, dùng lược kích thích da đầu để khí huyết từ nội thân lên, làm tươi bộ óc. Chào bạn, đây là Chợ Lớn. Chợ Lớn hôm nay là thứ bảy, 19 tây tháng 8 năm 2023. Âm lịch nhằm ngày mùng 4 tháng 7 đủ năm Quý Mão. Đường Trần Bình Trọng đi thẳng thế vận hôm nay. Tài vận 68%, việc học 71%, việc làm 52%, chuyện đào hoa 88%, chuyện tình ái 60%, an toàn 66%, sức khỏe 80%, tổng hợp 55%. Buổi sáng thả bộ đi lòng vòng. Những chuyện làm được, những chuyện làm được hôm nay là phá đất động thổ, an táng, đại quét trừ, quét dọn nhà cửa, tắm rửa chai tịnh giới môn, cạo đầu cho trẻ sơ sinh, cho người xuất gia, cắt chỉnh móng tay móng chân mà vẫn cho trẻ nhỏ, vẫn có việc làm. Tuổi xung khắc. Ở đây là hôm nay là ngày của tuổi Dậu. Tuổi Dậu con gà. Tuổi Dậu con gà xung khắc với tuổi Mão con thỏ. Tịnh xá từ đức, sinh tiêu tương hại. Bồ Tát Quan Thế Âm. Tuổi Dậu con gà hại tuổi Tuất con chó. Từ nhãn thị chúng sanh, lục hợp sinh tiêu. Tuổi Dậu con gà lục hợp với tuổi Thìn con rồng, tam hợp sinh tiêu. Tuổi Dậu con gà tam hợp với tuổi Tỵ con rắn và tuổi Sửu con trâu. Phương vị của các vị cát thần. Hỷ thần ở hướng cái bên cũng đông bắc, phúc thần ở hướng chính bắc, tài thần ở hướng chính bắc, dương quý nhân ở hướng
chính bắc. Âm Quý Nhân ở hướng tây nam. Rất nhộn nhịp. Chúc các bạn một ngày nhiều may mắn. Have a good day.